W z was d a day. Lưu ý cho cô âm z nhá. Ok, thế thì chúng ta sẽ đọc là Wednesday, không đọc là Wednesday đúng nhá, không có từ nest ở đây đúng không nào các con? Ok, so once again please, Wednesday. Ok, very good. Hello everyone, welcome back to my video. Xin chào tất cả các ba mẹ và các con đã quay trở lại với video luyện hát tiếng Anh hàng ngày cùng với cô Hà qua kênh YouTube Hoàng Hà Xuân Hà. Cô Hà rất là vui khi đã nhận được rất là nhiều feedback của các ba mẹ và các con rằng các con rất là yêu thích việc học tiếng Anh qua bài hát. Các ba mẹ nhớ là hãy cho con nghe đủ thời lượng. Thứ hai là luyện tập với con tại nhà qua mind map. Và tiếp theo nữa là các mẹ hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Xuân Hà để chúng ta sẽ nhận được file PDF hoàn toàn miễn phí buổi học ngày hôm nay nhé. Ok, buổi học ngày hôm nay thì cô Hà muốn giới thiệu cho các ba mẹ và các con đó là chính đề là chủ đề Days of the Week. Ok, chủ đề về các thứ ở trong tuần. Các con đã biết cách đọc các thứ ở trong tuần bằng tiếng Anh như thế nào chưa nhỉ? Ok, good. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học đọc các thứ ở trong tuần một cách chuẩn xác các con nhé. Ok, let's get started. Days of the Week. Ok, đó là tiêu đề của chúng ta ngày hôm nay. Và đối với tiêu đề này thì cô muốn lưu ý với các con, hãy chuẩn bị cho cô một chiếc bút này và các con sẽ nốt ra những cái ý mà cô Hà sẽ lưu ý trong cách phát âm mà người Việt chúng ta hay nhầm lẫn nhé các con nhé. Ok, và chắc chắn khi mà các con đã để ý đến những cách phát âm này thì sẽ giúp cho các con phát âm chuẩn giống như người bản xứ. Ok, cái từ đầu tiên mà cô Hà muốn lưu ý cho các con đó là chính là từ day. Ok, âm d ở đây chúng ta sẽ không đọc là day day giống như đời trong tiếng Việt, mà đây là một âm bật hơi và là âm hữu thanh. Khi mà đọc thì các con hãy tận đầu lưỡi của mình chạm vào chân hàm răng trên nhé, bật ra một luồng hơi mạnh. Ok, day day. Ok, không phải là day các con nhé, vì từ này ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong bài hát thì nên cô sẽ lưu ý kỹ cho các con như thế. Và các con hãy nhớ là bật hơi lên các con nhé. Yes, very good. Tiếp theo ở cuối từ day, các con lưu ý cho cô là có âm z. Ok, các con nối luôn cho cô với từ of thành days of. Ok, days of, very good. Days of the week. Week, âm y dài có dấu hai chấm phía sau và âm k. Ok, kết hợp với nhau thành week, very good. Ok, days of the week. Good job. Monday. Ok, từ đầu tiên các con lưu ý cho cô Hà nhé, không phải là mon. Ok, nếu như mà chúng ta đọc mon thì chúng ta đang nhìn vào phần chữ viết và chúng ta phát âm giống như trong tiếng Việt. Thế thì các con hãy lưu ý cho cô Hà, chúng ta sẽ luôn luôn nhìn vào phần phiên âm nằm trong hai dấu gạch chéo, phần chữ in đậm màu xanh lá cây nhé các con nhé. Ok, và âm a là một âm a ngắn, chúng ta sẽ không đọc mon giống như trong tiếng Việt mà sẽ là mon. Ok, very good. Và cô muốn lưu ý cho các con từ day. Ok, âm d, các con nhớ bật hơi lên nhé. Đó. Thế thì các con nhớ một điểm nữa cho cô, đó chính là dấu trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết đầu tiên. Ok, Monday, very good. The day, các con hạ giọng xuống cho cô Hà nhé. Once again please, Monday, very good. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang câu tiếp theo nào các con. Tuesday. Ok, từ này thì các con lưu ý cho cô âm t và âm z. Ok, các bạn hay đọc là tu tiêu đây. Ok, thế thì thứ nhất là âm t. Ở đây các con nhớ là chúng ta không phát âm giống như âm tờ trong tiếng Việt nhé, mà nó sẽ là một âm vô thanh và bật hơi t. Ok, very good. T, t, các con nghe thấy khác với tu không? Yes, very good. T, very good. Ok, và sau cái từ t này sẽ có âm z để vào cuối này. Các con nhớ là đọc chậm rãi và đầy đủ các âm tiết cho cô nhé. Tuesday. Ok, once again please. Tuesday, very good. Wednesday, Wednesday, ok. Và trong cái từ này các bạn hay đọc là gì? Wednesday, vì chúng ta vẫn tiếp tục là đang nhìn vào phần chữ viết. Ok, thế thì chỉ ghép vần theo phần phiên âm cho cô Hà nhé. Chúng ta sẽ cùng ghép phần âm này để các con thấy là việc ghép phần tiếng Anh giống như là tiếng Việt của chúng ta nhé. W a z Wednesday d a j. Lưu ý cho cô âm z nhá. Ok, thế thì chúng ta sẽ đọc là
Wednesday. Không đọc là Wednesday đúng nhá. Không có từ next ở đây đúng không nào các con? Okay, so once again please. Wednesday. Okay, very good. Thursday. TH là âm vô thanh. Các con nhớ thổi hơi, đưa lưỡi ra giữa hàm răng cho cô. Very good. Đây là âm ơ dài, các con nhớ là cong lưỡi, cuộn sâu lưỡi bên trong cô Hải nhá. Và z. Okay, nào chúng ta sẽ cùng đọc phiên âm này nhá. Thursday. Okay, once again please. Thursday. Very good. Okay, thật là lưu ý cho cô Hà. Và giữa chúng ta sẽ không làm mất nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe lại cô Hà phát âm một lần nữa nào. Thursday. Very good. Okay. Friday. Okay. Từ Friday này các con chỉ lưu ý cho cô Hà âm F. Khi mà đứng ở đầu nhé, các con sẽ không đọc là Friday nhé, vì đây là một âm vô thanh. Okay. Okay, nào chúng ta sẽ cùng phát âm lại nhé các con. Friday, very good. Saturday, các con hay đọc từ này là gì nhỉ? Saturday, đúng không? Okay, thế thì cô lưu ý cho các con, trong trường hợp này âm T đứng giữa hai nguyên âm, chúng ta sẽ đọc thành âm D. Okay. Thế thì tất cả chúng ta học kỹ năng đều qua nghe trước tiên. Khi mà các con nghe thì các con cũng có thể phân biệt được rằng người ta sẽ không đọc Saturday hoặc là Saturday mà sẽ đọc là Saturday. Saturday. Đúng không các con? Ok, thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc hai âm T nhé các con nhé. Ok, now once again please. Saturday. Very good. Sunday. Ok, chúng ta sẽ không đọc là Sunday các con nhé. Ok, nhìn vào phần phiên âm cho cô, các con thấy chữ U sẽ phiên âm thành âm A ngắn đúng không nào? Ok, đọc ngắn gọn và dứt khoát trong cổ họng cho cô hay nhé. Sunday. Ok, very good. Once again, Sunday. Good job. One, two. Ok, two, two. Các con lưu ý cho cô Hà nhé. Âm T, các con bật hơi mạnh lên và âm U chúng ta kéo dài thành two. Ok, không phải là tu nhé. One, two. Very good. 1, 2, 3, 4. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I love the days of the week. I love the days of the week. Ok, và cụm từ cuối cùng của Hà muốn lưu ý cho các con trong bài hát này đó chính là cụm từ I love. Chúng ta không đọc là I love các con nhé. Không phải là ơ như trong tiếng Việt mà. Và còn được nhớ cho cô đây là ký hiệu của âm A ngắn chứ nhỉ. Hôm nay chúng ta đã học rất nhiều đúng không nào? Love, very good. Chúng mình sẽ cùng ghép vào điệu nhạc của bài hát này nhé. I love the days of the week. I love the days of the week. Ok, đó là bài hát ngày hôm nay của chúng ta các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo trong bài học ngày hôm nay. Đó chính là hát video tách lời các con nhé. Chúng ta sẽ hát theo nhạc mà không có lời nhé. Ok. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các ba mẹ nhớ là chúng ta hãy cho con nghe đủ nạp tiếng Anh hàng ngày. Tiếp theo nữa là cho con luyện phát âm 44 âm IPA. Tiếp theo nữa là các ba mẹ hãy cho con hát lại bài hát này có tiếng và video lồng tiếng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng thực hành với con qua MyMap nhé. Có rất nhiều video hướng dẫn MyMap. Các ba mẹ và các con có thể giao tiếp tiếng Anh ngay tại nhà cùng với con và mình qua những bài hát này. Ok, goodbye and see you later. Các ba mẹ nhớ hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Dương Hà và like fanpage Học Tiếng Anh cùng cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.